HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Anh có thể cho biết tên đầy đủ và chức danh của anh? Tôi là Đặng Đức Nhật, huấn viên trưởng của Quảng Nam. Vâng, hôm nay thì đội đã có một cái trận thua sát nút. Dạ. Vâng, thì anh nghĩ sao về kết quả trận đấu này? Với tôi á, một trận đấu tôi quá thất vọng. Thất vọng ở đây là thất vọng về cái công tác tổ chức trọng tài. Nó rất đau đớn cho một giải trẻ. Các bạn cũng có thể nhìn thấy là đội tôi chiến đấu rất là, tôi nghĩ là một trận đấu chiến đấu rất là tốt. Tôi chấp nhận thua, nhưng thua như thế nào? Chứ như vậy làm giết bóng đá trẻ nó rồi. Ở đây chúng tôi chiến đấu một cách, các bạn thấy hai quả penalty rất là đau đớn. Kể cả khi mà ban huấn luyện tụi tôi phản ứng thì lại nói là như thế này thế kia, tôi rất đồng ý. Nhưng mà kết quả các bạn nhìn thấy rất đau đớn đến phút cuối cùng rồi. Bên đó đối phương bị một quả đúng tay rõ ràng, trọng tài đứng rất gần không thổi. Đến lúc chúng tôi phải nhận quả penalty cuối cùng. Một trận đấu mà ép trắng trợn. Tôi nói thật sự là rất là đau đớn cho một cái trận đấu, rất là tội cho những cầu thủ trẻ của tôi. Tinh thần họ chiến đấu như vậy, đá hết sức mình, nỗ lực chiến đấu, đá một giờ trưa, anh thấy làm như vậy, làm sao mà những cầu thủ trẻ này họ có hy vọng được, rất là bức xúc. Yeah. Vậy thì điều đó có phải là lý giải cho cái hành động là lúc đầu thì cầu thủ Quảng Nam đã bỏ ra sân rồi? Thật sự khi đó tôi biết là tất cả các em đang rất là nóng, nên tôi cứ làm như vậy. Làm ở đây là không phải là bỏ ra sân để tôi dừng trận đấu, nhưng mà tôi biết lúc đó các em là những người tôi phải đứng để bảo vệ các em. Tôi biết nếu trận đấu tiếp tục các em sẽ như thế này thì kia ngay. Tôi muốn các em dừng lại một tí để các em tiếp tục đá quả penalty. Bù giờ 4 phút đá quả penalty xong kết thúc. Các anh thấy nó đau không? Quá đau đớn chứ không phải. Tôi muốn dừng lại một tí để cho các cầu thủ tôi nó tự tin hơn. Để tôi thông tin cho các bạn, để các bạn bình tĩnh để chơi tiếp. Đá quả penalty xong kết thúc, rất là đau đớn cho đội. Hôm nay thì nghe nói là có một cái lời động viên đó là thậm chí là có thể là chấp cả trọng tài đi. Dạ. Đó là nói là tôi muốn động viên các bạn là đừng phản ứng trọng tài nữa. Bây giờ các bạn có phản ứng trọng tài sẽ rút thẻ các bạn ngay. Nên tôi, với cương vị tôi đã quá hiểu rồi. Tôi nói không phản ứng nữa, trọng tài cứ thổi làm gì thổi, các bạn cứ tập trung vào chuyên môn chơi. Tôi luôn luôn động viên các bạn của tôi như vậy, chứ không phải là tôi thách đó trọng tài hay là đó là tôi bất lợi, nhưng mà đó là những lời tôi biết. Tôi nói các bạn đừng phản ứng nữa, khi trọng tài dừng còi thì các bạn dừng, có tiếng còi các bạn dừng, không có tiếng còi các bạn tiếp tục chiến đấu. Đó là lời của tôi thôi. Dù sao thì Quảng Nam cũng thể hiện một cái tinh thần rất là tốt. Đặc biệt là như trận trước gặp Sông Lam bị dẫn 2 bàn và bị dẫn 3 bàn mà vẫn đội bóng vẫn vùng lên. Và như trận đấu ngày hôm nay đội bóng của ông cũng thi đấu rất kiên cường. Ông có một cái lời nào đó muốn nói với tinh thần của các học trò? Thực ra đây là đội Quảng Nam hiện tại các em là còn rất trẻ. Hiện tại các em là 18 và 19 tuổi, rất là còn rất là trẻ tham gia giải U19 vừa rồi. Đây là một cái mà nhìn thấy rất là rõ là giải U21 này là một cái động lực để các em để chuẩn bị giải hạng nhì sắp tới. Đây là những nòng cốt của giải hạng nhì. Nhưng mà với cái việc này tôi rất là buồn. Còn về tinh thần của các em á, thì tôi làm huấn luyện từ đi cùng các em từ đó giờ tôi hiểu được tinh thần của các em khi nào ra sân chiến hết sức mình, cho dù mình không hay hơn họ nhưng mà tinh thần mình tốt, mình vẫn làm tốt hơn. Kênh truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới.